Vào khoảng 40 triệu năm trước, ngay giữa trung tâm Thái Bình Dương rộng lớn có một trận động đất kinh hoàng. Đáy biển bị nứt toạc ra và dung nham từ lòng trái đất phun trào lên đại dương. Nó lập tức bị làm nguội đi bởi nhiệt độ lạnh của nước biển và dần hóa rắn. Dần dần những ngọn núi mọc lên từ đáy đại dương, độ cao ngọn núi tăng dần cùng lúc với dung nham phun trào đã đẩy nó lên khỏi mặt nước và tạo ra hàng loạt đảo lớn nhỏ. Đó chính là Hawaii, một trong những quần đảo lớn nhất ở giữa Thái Bình Dương. Khoảng 2.000 năm trước, những người Polynesia ở Đông Nam Á và Tây Nam Thái Bình Dương đã tìm thấy hòn đảo này. Những đoàn người bắt đầu di chuyển đến đây sinh sống bằng những chiếc thuyền lớn vượt đại dương. Những bộ lạc nhánh được lập ra ở các hòn đảo thuộc quần đảo Hawaii. Nhóm người này định cư ở quần đảo và dần dần trở thành người bản địa Hawaii. Và rồi họ đã quyết định họp bàn và kết nối với nhau để tạo thành một vương quốc duy nhất, Vương quốc Hawaii. Người lãnh đạo đầu tiên là vua Kamehameha, đại đế lên ngôi vào năm 1810. Lúc này thì Hawaii đã trở thành một quốc gia riêng biệt có tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa cũng như là chủ quyền. Thế nhưng nó đã bị cướp đi một cách không thương tiếc bởi một cường quốc đang trỗi dậy, Hoa Kỳ. Quá trình Hoa Kỳ kết nạp Hawaii vào bang cuối cùng của mình diễn ra rất lâu và chia thành nhiều giai đoạn. Và đây là video về cách mà người Mỹ có được Hawaii. Ngay cả trước khi vương quốc Hawaii của vua Kamehameha được thành lập, thì người phương Tây đã có mặt ở đây. Quần đảo này được người châu Âu thăm viếng từ lâu, thế nhưng mãi cho đến lúc thuyền trưởng huyền thoại người Anh là James Cook vẽ bản đồ và xuất bản tọa độ thì nó mới được nhiều người biết đến. Suốt thế kỷ thứ 18 đến đầu thế kỷ thứ 19, nhiều người từ châu Âu và châu Mỹ đã đặt chân tới Hawaii, chủ yếu là với mục đích thám hiểm và du lịch trên đại dương. Tất cả họ đều đến một thời gian ngắn rồi rời đi, trừ người Mỹ. Những người Mỹ đầu tiên định cư lâu dài ở Hawaii là các nhà truyền đạo Công giáo. Và người Mỹ đến đây lẽ dĩ nhiên là không phải mỗi mục đích giao giảng về Chúa rồi. Họ còn quan tâm đến một nguồn lợi khác của quần đảo, đó chính là mía đường. Người Mỹ đặc biệt quan tâm tới gỗ đàn hương chất lượng cao trên đảo. Sau đó thì mở rộng sang lĩnh vực sản xuất đường. Vào năm 1850, ngành công nghiệp sản xuất đường nở rộ ở Hawaii. Đường có lẽ là một mặt hàng xuất khẩu được coi là duy nhất của Hawaii thời điểm này. Tiền thu được giúp cho cường quốc Kamehameha xây dựng được vương quốc phồn thịnh. Những người Mỹ ở lại và sinh con đẻ cái, rất nhiều người da trắng đã được sinh ra ở Hawaii, sống lẫn vào dân bản địa. Ban đầu, những hậu duệ của người Mỹ lẫn châu Âu không tham gia nhiều vào chính quyền. Thế nhưng rồi khi số lượng của họ tăng lên, họ đã thành lập một đội quân gồm toàn những người Hawaii da trắng. Văn hóa bản địa Hawaii đang bị văn hóa Tây phương dần du nhập và đồng hóa. Một số người cho rằng đây là cơ hội mở đường đưa người dân Hawaii đến với tương lai phát triển hơn. Số khác thì coi đây là dấu chấm hết của người bản địa. Những binh lính da trắng sinh ra ở Hawaii lúc này có một tham vọng lớn hơn. Họ muốn kiểm soát chính quyền của toàn một quần đảo. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Hawaii, thế nhưng lòng trung thành của họ hướng về một đất nước cách đó cả đại dương, Hoa Kỳ. Sự hiện diện của người Mỹ ở Hawaii mạnh mẽ đến mức mà người Mỹ thành lập căn cứ hải quân mang tên là Trân Châu Cảng ở Hawaii vào năm 1887. Vào năm 1891, vua Hawaii là Kala Kaua đột ngột qua đời ở San Francisco, Mỹ. Em gái là Lili Uakalani lên nắm quyền và muốn thâu tóm quyền lực, xóa bỏ hiến pháp vào năm 1887. Trong đó có điều khoản cho phép người Mỹ xây căn cứ quân sự trên đảo. Điều này đe dọa trực tiếp đến lợi ích hàng thập kỷ mà người Mỹ duy trì ở Hawaii. Trong mắt họ thì vị nữ vương mới của Hawaii là cái gai cần phải nhổ bỏ. Lúc này những đồn điền đường mía đang do dân da trắng nắm giữ. Một trong những người chủ đồn điền có tiếng nói uy tín trong cộng đồng là Stanford Dole đã tập hợp dân da trắng lại và bàn kế hoạch lật đổ chính quyền của nữ vương Lili Uakalani. Dole sinh ra và lớn lên ở Hawaii, thế nhưng có cha mẹ đều là người Mỹ da trắng. Nhờ sự hỗ trợ của đại sứ Mỹ tại Hawaii là John L. Steven, hàng loạt thuyền chiến trang bị tối tân và 300 binh lính đã tiếp cận được cảng Honolulu, thủ phủ của vương quốc Hawaii, để gây sức ép với chính quyền sở tại. Lý do được đưa ra là để bảo vệ các công dân người Mỹ tại nơi đây khỏi sự chèn ép của nữ vương Lili Uakalani. Lính Mỹ không tiến vào cung điện hay chiếm các tòa nhà ở Hawaii, thế nhưng sự hiện diện của lính Mỹ với các vũ trang hiện đại đã áp đảo lực lượng của nữ vương Lili Uakalani. Nữ vương bị yêu cầu phải từ bỏ quyền lực của mình. Cuối cùng, để tránh một cuộc chiến đổ máu vô ích, vì kiểu gì cũng thua mà thôi, cho nên là Lili Uakalani đã quyết định đầu hàng và bị quản thúc tại gia. Nữ hoàng khi đó nói, quân đội Mỹ đã đổ bộ hỗ trợ phe đảo chính theo lệnh từ đại sứ Steven. Chúng tôi không thể thực hiện bất kỳ cuộc kháng cự nào. Và họ đã đưa người đàn ông da trắng là Sanford Dole, người sinh ra và lớn lên ở Hawaii, lên làm tổng thống đầu tiên của đất nước này. Lẽ dĩ nhiên là quá trình này không được lòng dân bản địa rồi. Họ đấu tranh, thế nhưng bằng phương pháp hòa bình là các cuộc biểu tình. Gần như tất cả người dân ký vào bản phản đối sự chiếm đóng bất hợp pháp của người Mỹ.
Người Mỹ thì phản bác rằng Hawaii quá nhỏ bé và yếu đuối dưới sự bành trướng của rất nhiều đế quốc thực dân, đặc biệt là sự trỗi dậy của Nhật Bản. Ở gần đó thì Hawaii rất dễ bị chiếm đóng. Vì vậy mà dưới sự bảo hộ của người Mỹ, Hawaii sẽ an toàn hơn. Ngược lại thì vị trí chiến lược của quần đảo cũng rất quan trọng với người Mỹ. Chỉ có thể xây dựng căn cứ tiếp tế trên Thái Bình Dương làm bàn đạp để vươn tới châu Á và châu Âu, Úc cũng như là kiểm soát toàn bộ vùng biển rộng lớn. Chính quyền Hawaii thân Mỹ do Dole lãnh đạo muốn sáp nhập vào Mỹ, thế nhưng không nhận được sự ủng hộ của người dân bản địa. Chính bản thân Dole cũng đến tận thủ đô Washington để thuyết phục Quốc hội Mỹ hãy nhanh tay sở hữu hòn đảo trước sự dòm ngó của nhiều đế quốc khác. Tuy nhiên người dân bản địa hầu hết không chấp nhận chính quyền Dole do Mỹ dựng lên. Họ chỉ công nhận người lãnh đạo duy nhất là nữ hoàng Liliuokalani Kalani. Ngay cả trong Quốc hội Mỹ cũng chia rẽ về vấn đề của Hawaii và hòn đảo vẫn chưa được sáp nhập. Thậm chí vào năm 1893, Tổng thống Mỹ khi đó là Grover Cleveland đã yêu cầu mở một cuộc điều tra về vấn đề chiếm đóng Hawaii bất hợp pháp. Cuộc điều tra sau đó đã xác định được các đại diện ngoại giao và quân sự của Mỹ đã lạm dụng quyền hạn, phải chịu trách nhiệm về việc Vương quốc Hawaii bị lật đổ. Đại sứ Steven bị triệu hồi về Washington, còn tư lệnh quân đội Mỹ ở Hawaii thì phải từ chức. Tuy nhiên vào năm 1898, một sự kiện xảy ra đã làm thay đổi quan điểm về Hawaii của các nghị sĩ tại Hoa Kỳ. Chiến tranh Hoa Kỳ, Tây Ban Nha bùng nổ, Hawaii đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp tế và làm nơi neo đậu thuyền chiến, đặc biệt là tại Trân Châu Cảng. Tầm quan trọng trong chiến lược của Hawaii đã trở nên rõ ràng và nó đã được trở thành một vùng lãnh thổ thuộc Mỹ. Lá cờ của Hawaii bị hạ xuống và cờ Mỹ bay lên trên các tòa nhà chính quyền thuộc quần đảo này. Thế nhưng việc chiếm đất chỉ là một phần, phần nữa là việc đồng hóa dân Hawaii. Lúc này Hawaii chỉ mới là một vùng lãnh thổ chứ chưa phải là một bang của nước Mỹ. Và lúc này, những người Mỹ đã tiến hành một chính sách loại bỏ hoàn toàn nền văn hóa bản địa. Ngôn ngữ của Hawaii bị cấm ở trường học. Tất cả các văn bản, đặc biệt là tài liệu quan trọng đều được chuyển giao sang tiếng Anh. Nền văn hóa không còn được lưu giữ và văn hóa phương Tây du nhập ồ ạt vào quốc đảo này. Trong Thế chiến thứ hai, Hawaii, đặc biệt là Trân Châu Cảng, đã trở thành một căn cứ quân sự lợi hại của Mỹ nhằm khống chế sự bành trướng của phát xít Nhật. Cuộc tấn công bất ngờ của Nhật Bản vào tháng 12 năm 1941 đã kéo Hoa Kỳ vào cuộc chiến tại châu Á. Những trận không kích bằng máy bay và bằng chiến hạm đã khiến cho quân đội của Mỹ thiệt hại nặng nề. Do vị trí gần như ở giữa vùng Bắc Thái Bình Dương, Trân Châu Cảng vừa là căn cứ chỉ huy, vừa là căn cứ hậu cần, là cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa các chiến hạm của hạm đội Thái Bình Dương. Từ căn cứ này, hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ có thể tung sức mạnh của họ, khống chế toàn bộ vùng Bắc Thái Bình Dương bằng các lực lượng tàu nổi, tàu ngầm và không quân của hạm đội. Nếu như đối với Hoa Kỳ, Trân Châu Cảng và Midway là hai bàn đạp quan trọng nối tiếp nhau để vươn sang lục địa châu Á, thì đối với Nhật Bản, Trân Châu Cảng là bàn đạp để tiến đến Hoa Kỳ và toàn bộ lục địa Bắc Mỹ. Chính vì vậy mà Nhật Bản đã tấn công trước nhằm tạo lợi thế, cản trở sự tham chiến của Mỹ vào châu Á đang nằm trong tầm kiểm soát của họ. Tiếc rằng đó là nỗ lực cuối cùng, bởi Hoa Kỳ thực sự đã tham chiến và càn quét đến tận cùng phát xít Nhật. Sau trận đánh ấy, Hoa Kỳ đã trở thành biểu tượng trong lòng người dân Mỹ về tinh thần chống lại kẻ ác. Ở đây chính là quân Nhật. Lập luận vị trí chiến lược quan trọng của Hawaii càng được củng cố. Trong một cuộc trưng cầu dân ý diễn ra vào ngày 27 tháng 6 năm 1959, 93% người dân Hawaii đã ủng hộ quần đảo trở thành bang của nước Mỹ, 5,7% bỏ phiếu cho rằng hòn đảo chỉ nên giữ nguyên tư cách là vùng lãnh thổ thuộc Mỹ. Kết quả là sau cuộc trưng cầu dân ý, Hawaii chính thức trở thành bang thứ 50 của Mỹ vào ngày 21 tháng 8 năm 1959. Việc trở thành một bang giúp cho Hawaii có ghế trong Hạ viện và Thượng viện của Mỹ, có quyền đưa ra tiếng nói trong các vấn đề quốc gia. Đây cũng chính là bang duy nhất có toàn bộ biển bao quanh và cách xa lục địa. Ngày nay Hawaii là nơi du lịch nổi tiếng của nước Mỹ, với rất nhiều bãi biển đẹp, ngọn núi hùng vĩ và cả những khu rừng, thác nước hấp dẫn. Nơi đây còn có nền ẩm thực nhiệt đới phong phú. Vào năm 1993, kỷ niệm 100 năm ngày Vương quốc Hawaii bị lật đổ, Quốc hội Mỹ đã thông qua một nghị quyết và được Tổng thống Bill Clinton đã ký thành luật. Chính phủ Mỹ chính thức gửi lời xin lỗi tới người bản địa Hawaii vì đã tham gia vào cuộc lật đổ vương quốc. Luật này được gọi là nghị quyết xin lỗi và là lần hiếm hoi chính phủ Mỹ chính thức xin lỗi với những hành động gây tranh cãi. Văn hóa bản địa Hawaii được phục hồi và bảo tồn. Ngôn ngữ địa phương được dạy lại tại các trường học bên cạnh tiếng Anh. Giờ đây Hawaii đã phát triển thành một bang độc đáo bậc nhất của nước Mỹ khi khác biệt so với tất cả 49 bang còn lại, nơi duy nhất có được văn hóa truyền thống đặc sắc và nền kinh tế vững mạnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.